của mình. Hôm nay thì cũng như mọi ngày rồi các bạn ạ, chiều tối, tối mịt, tối hẳn rồi ấy các bạn, thì mới được làm cơm tối ăn. Và hôm nay mình, vợ chồng mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một món. Nói chung món này nó mình cũng đã chế rồi, nhưng mà đây nó lạ lạ một chút. Đập một thực phẩm ở chỗ mình hiếm hơn, không có. Đấy, sáng nay mình đi chợ mua được một con cá quả các bạn ạ. Này cá này các bạn, bắt cẩn thận nhá, không để bắn tung tóe lên đấy. Khay không bắt được con cá này này các bạn, không bắt nổi con cá này này. Đây các bạn ơi, hàng bắt đơn giản mà hàng nhờ. Giống con chăn à. Nhìn da nó giống như da con chăn nhỉ. Hôm nay thời tiết khá là lạnh các bạn ơi. Chắc giờ nó chỉ rơi vào tầm khoảng 12-13 độ thôi. Giờ Khay đang thái một ít gia vị các bạn ạ. Là thái sả. Gia vị gồm những gì đấy Khay? Gồm có sả, gừng, tỏi, ớt, mắc khén, xong giềng. Đúng không? Đây, còn Hằng thì đang rửa đã đủ để quấn cá quả. Hôm nay là Khay vào là sẽ chế món độc lạ, món cá lá đu đủ quấn cá quả. Hấp hay luộc đấy Khay? Luộc à? Tí mới biết à? Căng nhờ. Đây dùng cả lá sả nữa đúng không? Lót lấy nồi à? Đây gừng với sả thì đã băm rồi các bạn nhá. Còn tỏi với ớt mắc khén với giềng nữa thôi. Giềng này các bạn. Giềng này đáng nhẽ ra là mình phải xay ra đấy nhỉ? Không cần á? Không ngon á, xay ra? À lót vào lấy nồi à? Khay bảo là xà này vẫn còn ít, đáng nhẽ phải nhiều thêm một chút nữa. Giềng. Ở giềng này còn ít. Cẩn thận nhá, bám thêm tay vào đấy. Đây, đốt giềng ở đáy nồi. Đây cho lá sả và đốt vào đáy nồi ấy, nó có hai công dụng các bạn ạ. Một là để cho cá không dính đáy nồi, hai nữa là để tạo thêm cái mùi thơm của sả ấy. Giống giống da con chăn ấy. Vàng mắc khén đấy. Cá quả giờ này là không giống ở cá quả ở hôm nọ mình đi ăn ở chú chung đâu. Loại này khác khác một chút ấy.
Ừ, hôm nay thì chú Trung cũng, vợ chồng chú Trung này, cả Nga và Hưng cũng đi chảy cà phê giúp, nhưng mà bảo nghỉ ăn cơm mà chú bảo mệt lắm, lạnh, ngại đi đi lại lại nên là không nghỉ, bởi vì nhà mình với nhà chú Trung cũng cách nhau tầm khoảng gần 4 cây cơ, 4 km cơ các bạn ơi, nó cũng khá là xa nhau ấy. Để cho mắc khén này. Đấy, vậy là gia vị đã thái xong các bạn ơi. Giờ là mình kiếm một cái bát để cho mẹ Hằng đựng gia vị đã. Bên đây đã đủ để lót đáy nồi à? Không đắng đâu mà. Tức là đã đủ này, mùa này là không đắng đâu các bạn ơi. Nó vào mùa đông, mùa rét rồi ấy. Đây, giờ đã đến công đoạn sơ chế cá. Cá này vẫn có vảy hả Khai? Chắc nó không nhất như cá chê đâu nhỉ? Tiếng Thái mình gọi là ba con quá. Ba con. Ba con. Hình như loại cá này nó ăn cá bé nhất. Căng lắm. Nếu mà ở ao mình mà có một con loại cá này là riêng cá rô này, cá nhỏ các thứ là không phát triển được luôn, nó ăn hết đấy. Mình chỉ nghe nói thế thôi. Những cá nhất như thế này ấy, có bạn bảo rằng dùng nước nóng để rửa là hết sạch nhất. Nhưng mà nếu mà Khai vừa bảo là nếu mà rửa nước nóng thì cảm giác nó sẽ không ngon nữa. Nó sẽ không có độ tươi nữa. Ở chỗ mình thì các quả này nó hiếm mà các bạn, mấy khi được ăn đâu mà mua nó không đắt. Rất là béo này. Nhìn thịt nó chắc nhỉ. Nó rất là nhiều thịt luôn cá này. Đồ nhất của nó không nhiều phết đấy chứ. Béo, toàn mớ thôi. Khai đang tìm mật của nó. Vớ rồi à? Rửa đi thôi. Đây, sửa lại lần nữa. Đây, thịt nó này các bạn, rất là ngon luôn ấy, nhìn đi. Thớ thịt như thịt thịt trâu, thịt bò ấy, đỏ chót. Rồi bây giờ bắt đầu tẩm gấp gia vị thôi các bạn ơi. Cóng hết cả tay rồi các bạn ơi. Khai cứ xịt xoa mãi rồi. Để cho một ít nước mắm này, một ít mì chính, bột ngọt các bạn ạ. Muối. Một ít súp nè. Đảo gia vị các bạn ạ. Bóp. Lạnh lắm các bạn ơi. Thế nào Nghiệp, có muốn ăn món này không? Có muốn ăn.
Bây giờ đang đói cơm này. Đói lắm rồi hả? Đói lắm rồi. Thế có lạnh không? Lạnh. Đi sưởi ấm đi. Nhồi gia vị xong một khúc. Ừ, thừa thì tí mình gói cùng với đá đu đủ luôn thôi nhỉ. Được hai khúc. Cho lắng vào mít xẹo, cảng vẫn cắt tay. Cắt khúc rồi vẫn cắn à? Cóng hết tay này nên là chế biến nó hơi khó mà này. Thời tiết báo là mai kia còn lạnh hơn nữa mà. Đang sợ cây cà phê của mình chết mất thôi bây giờ ấy, sợ sương muối ấy. Nếu mà sương muối mà rơi thì chắc sang năm chả có gì ăn nữa. Đại lói rồi. Năm nay giá cả nó lại thấp rồi ấy. Cho vào mang nó à. Hay phết nhỉ. Ôi có lạt buộc nhỉ. Có cần lạt. Nhưng mà có khi úp vào luôn cũng được. Có vung ra không, thử xem nào. Khả năng là vung rồi. Nếu mà có lạt buộc một chiều thì chắc sẽ hay hơn. Ôi vẫn được, đẹp rồi Khai ơi. Tôn đã đu đủ phết đây món này ấy. Đã đu đủ rất là nhiều đúng không? Tại vì đi hái cà phê về xong là mình mới đi đấy gia vị nên là mình không quay được. Nhiều lắm rồi Út ơi, không lấy nữa đâu. Vắt phải đấy à? Này, dùng đạt vuộc các bạn ạ. Còn hai khúc nữa các bạn ạ, khúc đầu với khúc đuôi nữa. Xong hai khúc rồi. Quả con cá này được có 4 khúc thôi. Khúc đuôi này được ăn nhiều gia vị hơn đúng không? Không buộc nữa à? Cái này thì mình chỉ cho một ít nước thôi nhỉ Khai nhỉ? Đã đủ nhiều thế mà hết rồi chứ.
hôm nay là luộc đã đủ ăn. Trên rồi. Ừ, sao cậu bảo sao cậu. Toàn đá đù đù này. Đấy. Đổ nước này các bạn. Đổ cho vào thanh, cạnh thanh vậy thôi. Ôi được rồi, nhiều lắm rồi, cho thế thôi. Đấy. Giờ mang vào trong nhà để bác lên bếp. Đấy. Được, 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 được. Đun bếp củi à? Ơi, cái này cần. Để pha nó xem hả? Và để cho chú pha gì đây? Này, đã được bác lên bếp này các bạn. Không kín lắm nha. Hãy kín rồi đấy. Kín thì kín đến mức không mở ra được à? Đây kiểm tra xem nào các bạn ơi. Mùi thơm lắm Khai ơi. Mấy phần làm máu. Đây đóng lại. Hết gà các bạn ạ. Chuyển bếp rồi. Lạnh mà ai cũng vây quanh bếp lửa hết. Này cá hớp đã chín này các bạn ơi. Bốc hơi lên. Thơm không? Không chắc là được rồi. Đó, sóng khúc con à. Cho hai khúc trước này không vướng này không ăn được. Đây bữa cơm tối của gia đình mình này các bạn. Úp. Hàng úp phở nhỉ, phở bò nhỉ. Hôm nay bố đi chợ mua về. Đây xong là đây là cá rô phi con các bạn ạ. Cá rô phi con là mình treo các bếp đấy bạn ơi. Đấy, chỉ thế thôi bữa tối hôm nay ấy. Xong là một đĩa su su luộc nữa. Đây đi. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nhá. Ơ có một khúc đầu ấy mang cho Nghiệp nào. Đi đấy cho Nghiệp đi. Cá này, gà, vịt ngan ngóng các thứ. Nếu mà mổ ấy toàn đòi ăn đầu của nó thôi Nghiệp ấy. Nói lại. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình nha. Rồi, ăn món mới con. Món này chắc ngon đấy, đá đu đủ ăn thử đá đu đủ nào, có đắng không? Miếng to nhỉ, ăn được không? Hút ăn thì hơi đắng. Hút ăn hơi đắng à? Đắng không? Ngon quá, đắng không? Ngon thế. Đắng bình thường thôi. Ngon cho các bạn không? Đã đủ đủ đắng đắng mà. Vì mình thích ăn đắng mà vẫn ngon mà. Chắc, chắc là thịt cá là sẽ không đắng đâu nhỉ? Đắng thì chưa. Hả? Thịt cá đắng à? Đắng
đắng xương. À. Hay đắng một tí à? Đây các bạn. Mời các bạn nhé. Trong nó không đắng. Đâu, thịt cá có đắng tí nào đâu, ngọt mà. Không, trong nó không đắng. À. Không đắng. Thế nào, nghe phát biểu cảm tưởng là ngon không? Thế á, ngon thật không? À. Này, món này cũng khá là ngon các bạn ơi. Đã đu đủ vừa. Nói chung là bảo là rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Đây đã đu đủ đực đấy, ngon. Đâu đây đã đu đủ cái chứ nhỉ? Được à? Này nắng nắng tí. Nắng ngon. Nắng ngon mà. Ừ. Bình thường mình còn ăn sống lá đu đủ ấy. Còn gia vị của nó. Nó đủ tuổi. Cá quả này ít cà đấy. Hôm nay ngon đấy. Thêm màu có thổi ào không? Ào ố. Ăn đi bà đi bà đi. Ngon lắm các bạn. Ăn cái mì ăn đi. Còn nỉnh cái nọ. Ăn mì ăn cái đây nọ. Thêm thịt này. Ngon bằng cá hớp à, buổi trưa nay bố làm không? Ngon hơn. Ngon hơn à? Mẹ làm ngon hơn đúng không? Hớp với lá đu đủ này nó hợp vị. Mẹ làm ngon hơn hay bố làm ngon hơn? Không, thực ra ăn con cá này nó không có tí một vị đắng nào luôn các bạn ơi. Nó chỉ có vị ngọt này. Xong thơm của gia vị nữa, rất là thơm luôn ấy. Nói chung là rất là ngon. Cá quả này ăn nó rất là ngọt nhỉ. Vâng. Nhưng nó chỉ có vị ngọt và cảm giác nó ngon miệng thôi. Chứ còn vị bùi ở thứ là không có các bạn nhá. Riêng món này. Là đu đủ ăn sướng các bạn ạ. Cái này phải hai tay ăn mới dễ rồi đã đu đủ ấy. Một tay ăn khó lắm. Đâu còn giúp. Cũng không được, khó lắm. Mình thử thế này, mình con đình này, ngon không? Đúng rồi, thịt cá quả này chắc thật nhỉ. Mà nó ít đấy. Nó ít xương nhỏ đi tí ấy. Không nhiều ít xương mấy đâu. Rất nhiều thịt đấy. Ngọt quá. Ngon quá à. Sướng nhỉ, ăn đấy. Ngon lắm, ngon lắm. Nhập ăn hết đầu cá kia không? Không hết. Ừ, chia bố với nhá. Chia không? Chiến đấu cho hết nhá. Không chia. Bố không ăn hết thì cho ăn. Nhưng mà ăn. Ghê quá nhỉ, không ăn hết mới cho. Nghĩa là ăn thừa mới cho bố gì? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ai muốn ăn thì ăn thôi. À, cá. Bây giờ đổi ý à? Này, ông ăn thịt nó này. Không ăn ăn hết rồi. Bà này. Thịt nó này. Bà ăn hết chưa? Thịt thăn nó đấy, ngon lắm. Thằng ăn xương nó không? Có quả rồi ạ. Hai ba năm ăn được hồi lúc lớp 1 các bạn thôi. Lần đầu tiên mình mới được ăn. Cá quả hấp như thế này lần đầu tiên ấy. Bởi vì ở chỗ khu mình nó không có là cá quả này. Nhiều lắm. Con rau sướng mà. Ừ. Đắng một chút nhưng mà rất là ngon. Mì chép bao ông. Bên này không cho ai ăn thì làm. Đã đu đủ hết rồi. Hay đi kiếm một nồi đây còn không đá đu đủ ấy. Tay lạnh lắm con. Ừ. Còn không? Còn. Con không biết gì. Đây. Em lấy à. Ừ. Tha hồ mà ăn đá đu đủ này, đá đu đủ nhiều rồi này.
Bà bảo lá đu đủ được kiểu này ăn ngọt. Chắc là ngọt thịt cá bà nhỉ. Ngọt. Lá đu đủ thì vẫn có đắng, nhưng mà đắng ngon. Đây còn một khúc này, ăn nhiều vào này không? Ông bà nhiều vào này. Còn một khúc nữa, còn nhiều lắm. Này, cá ở dưới này còn nhiều lắm. Hàng no rồi à? Nhanh thế. Xếp xí cần. Mãi cái khẩu thế biết. Ngon quá bạn ơi. Đã kiếm khẩu. Vậy là một lúc nữa là gia đình mình ăn cơm tối xong rồi các bạn ơi. Giờ mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ video của mình. Xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Chào nha. Ông mày ăn không chào như nghiệp nha.